Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Tiếp tục tập 4 của Tiểu Pháp Sư, sẽ xem là cái bí mật về cái cậu học sinh cá biệt ở ngôi trường mới đó là gì. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Sư An bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 Tiểu Pháp Sư. Lúc này trời đã sập tối hẳn, chúng tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo nhau ra về. Thế nhưng đang định quay đi thì bỗng nhiên cánh cửa nhà thằng Cường bật mở. Cả bốn đứa lại ngồi cụp xuống nấp đằng sau cây mai trắng tiếp tục rình. Thằng Cường dắt xe đạp ra, con chó đang nằm cố cựa quậy, chống hai chân trước đứng dậy. Ánh mắt đáng thương như chờ đợi thằng Cường sẽ cho nó một chút thức ăn hoặc nước uống. Thế nhưng cái thằng vô cảm đi qua con chó một cách lạnh lùng. Nó thay cái áo sơ mi đi học bằng cái áo thun, vẫn mặc cái quần tây lúc chiều. Nó đóng cửa rồi đạp xe đi. Đợi cho nó đi khỏi, cả lũ chúng tôi mới đứng dậy nhìn theo bóng dáng của nó từ đằng sau, cứ như nhìn một tên sát nhân máu lạnh ở trong phim vậy. Chắc là nó đi chơi game rồi đó. Về thôi. Khoan đã. Lệ Hằng nhìn con chó bị cột ở đó thì xót xa, liền muốn lấy cái gáo múc một tí nước kê vào đến trước miệng. Con chó tựa như đã mệt, thậm chí còn chẳng còn đủ sức để mà ngóc cổ dậy nữa. Lệ Hằng phải đổ từng chút nước một vào mép của nó. Con chó đưa ánh mắt đầy thương cảm nhìn Lệ Hằng. Tội nghiệp nó quá. Sao cái thằng này nó ác dữ vậy? Không cho ăn thì thả nó ra, để nó tự đi kiếm ăn chứ. Đằng này lại cột nó lại vô đây. Tôi cũng lại gần, một tay giật mạnh sợi dây chói. Đầu dây bị đứt hẳn, tôi gỡ nôn cái lút ở cổ con chó để thả cho nó tự do. Dẫu biết giống chó trung thành với chủ nhân, nhưng chủ nhân như cái thằng chó này thì đừng có ở lại nữa. Tao thả tự do cho mày này, đi tìm nhà nào tốt hơn đi. Con chó không sủa chúng tôi, mặc dù cả bốn đứa đều là người lạ, có lẽ nó cảm nhận được ai là người tốt với nó. Con chó bỗng đứng bật dậy, đi từng bước siêu vẹo, chạy đến cái lu nước bên hông nhà. Nó cào cào vào cái lu mấy cái, rồi nó hú lên một tràng trầm đục đoạn rũ xuống. Mấy đứa chúng tôi nghĩ hay là nó chết, đang định ra về, nhưng cũng muốn chôn cất con chó tử tế. Chờ hay là thôi, để đó, chừng nào nó bốc mùi hôi thối cho thằng Cường ngửi. Có điều lạ là khi tránh địa ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà lạnh lẽo của thằng Cường. Tránh địa ánh mắt cau lại. Ra về mà mặt Lệ Hằng buồn thiêu, ngày hôm sau đi học, thằng Cường vẫn vác cái gương mặt thâm xì xì xám xịt ấy đến lớp. Nó dửng dưng trước sự biến mất của con chó. Lệ Hằng nhìn nó bằng ánh mắt ác cảm, những tiết học sôi động. Thằng Cường lại mà vật vờ như bóng ma ở dãy bàn cuối, chẳng buồn tham gia vào bất kỳ hoạt động gì. Ra chơi thì nó gục mặt xuống bàn mà ngủ. Tan học, nó cố ý nán lại. Tôi nghe loáng thoáng bảo vệ nói gì đó bằng cái giọng hơi cáu kỉnh. Mới đưa tiền cho mày hôm qua đó, vài bữa nữa tao mới lấy tiền. Hay, nào lấy tao cho hay. Ờ, tùy chú, nhưng mà chú phải đưa tiền tôi mua đồ đó. Chú bảo vệ mặt mày khó chịu, móc ra một sấp tiền lẻ được dối cho nó. Rồi thằng Cường lại lững thững đạp xe ra về. Ngay sau thằng Cường là cô Trâm chủ nhiệm lớp tôi cũng đi theo. Chú bảo vệ sắc mặt biến đổi. Chú tươi cười. À, bữa nay cô Trâm về trễ vậy. Cô Trâm vui vẻ đáp. Dạ vâng, bận chút chuyện với tổ cho nên về trễ ạ. À, cô Trâm xinh như vậy chắc là nhiều anh theo nó lắm hả? Cô Trâm cười cười. Làm môi tối làm không chú ơi. Làm không thì cô đơn lắm. Qua làm với tôi cho bớt cô đơn này. Chú giỡn hoài. Thôi chào chú.
Sau bóng dáng chiếc áo dài thướt tha của cô Trâm là ánh mắt thèm thuồng nhìn theo. Ánh mắt không giấu được dục vọng đang dâng trào. Cho đến khi chúng tôi đến thì hắn mới thu lại ánh mắt đó, quay lại hục hoặc. Bây giờ về trễ vậy, mai mốt còn ra trễ nữa là tao không cho lấy xe luôn đó. Bấm nút. Chúng ta không biến đâu. Chú đâu phải ông Bụt đâu. Thằng Tránh Địa tánh nóng, nó lại cậy võ công cao, cho nên nó cũng sững sờ sững cổ đáp lại. Trên đường về tôi thì trở Lệ Hằng, hai đứa trò chuyện. Tôi thiệt tình tâm sự với nó. Ta nói cái này với mày nè, mày hứa không nói với ai nghe, cả hai hành thiên địa cũng không được nói nghe. Lệ Hằng hí hửng, mày làm như tao nhiều chuyện lắm á. Mà cái gì thế? Ờ, tao để ý hình như con Như lớp mình á, nó xinh thiệt. Thì con Như dễ thương mà, nhưng không dễ thương bằng tao. À, mày tự tin vậy á, mà đừng nói cho ai biết nha, tao mắc cỡ lắm. Về đến nhà nó, tôi tạt qua thả cho nó xuống, rồi vui vẻ đạp xe về nhà. Chỉ là niềm tin của tôi đặt sai chỗ. Ngày hôm sau, khi vừa đến võ quán thì đã gặp Tránh Thiên và Tránh Địa. Hai thằng chúng nó cứ nhìn tôi tủm tỉm cười một cách kỳ lạ. Đi học trễ rồi, nhanh, còn qua rước con Hằng. Vừa dứt tiếng thì Lệ Hằng từ bên trong bước ra. Thằng Địa nhân cơ hội châm chọc, đi sớm để gặp bạn Như lâu hơn một chút chứ gì. Chắc là bây giờ bạn Như đã đến lớp rồi đó. Cả ba đứa chúng nó cười sằng sặc, còn tôi thì đỏ mặt vì quê. Này, mày đã hứa là mày không nói ai nghe mà. Lệ Hằng quay sang nói với Tránh Địa. Ê, mày hứa với tao là mày không nói mà. Ờ thì tao đâu có nói với ai đâu, toàn bộ tụi mình biết thôi mà. Tôi tự nhủ, từ giờ nhất định sẽ không bao giờ thổ lộ bất kỳ gì cho mấy cái đứa này nữa. Bởi vì một đứa biết thì cả đám đều biết. Tránh Thiên phải tống cả ba đứa đến trường. Hôm nay chúng tôi thấy chú bảo vệ trầm ngâm, sắc mặt có chút bơ phờ, chỉ đưa vé xe chứ không hồ hởi như mọi khi. Có lúc còn ghi nhầm cả số trên thẻ xe. Mà như vậy cũng tốt, bởi vì gã mở miệng ra thì chả được cái câu nào có duyên cả. Thằng Cường không đi học, vừa đi từ cổng vào. À, tôi xin lỗi mà bạn thân. Thân thiết cái gì? Nói gì chứ nhìn nó trưng ra nét mặt ngây sơ thơ vô số tội, tôi cũng chẳng nỡ lỡ giận. Tôi với Lệ Hằng hục hoặc lên lớp trước, anh em Thiên Địa đi lấy sổ đầu bài. Vì Tránh Thiên được cô Trâm tin tưởng cho làm lớp trưởng, nó luôn luôn là khuôn mặt uy tín nhất, từ lớp học võ cho đến lớp học ở trường. Mấy đứa chúng tôi cũng khá là gần gũi với cô chủ nhiệm. Lên đến lớp ngồi vào bàn, Lệ Hằng vẫn nũng nịu. Thôi đừng có giận nữa, lát tao mời sữa chua. Thôi mà, đừng có giận mà. Được rồi nhá, 5 bịch. Hết tiền, 2 bịch. Tao giận tiếp đó. Kìa, con Như vô kìa. Tôi vội vàng bịt miệng nó mà không kịp. Tôi cốc lên đầu nó cái, ra hiệu bảo nó im lặng. Hai tiết buổi tối cuối ngày hôm đó là của cô Trâm. Thế nhưng đợi mãi, cả đám không thấy cô Trâm lên lớp. Tránh Thiên là lớp trưởng cho nên đi xuống dưới văn phòng hỏi. Giáo viên trực mới nói, cô Trâm này đâu có xin nghỉ nhỉ? Cũng không có nhờ giáo viên khác lên dạy thay. Thời đấy, điện thoại vẫn là một thứ xa xỉ. Giáo viên muốn xin nghỉ hay có việc đột xuất thì bắt buộc phải đến văn phòng xin nghỉ phép trước rồi mới được nghỉ. Tránh Thiên về lớp giữ trật tự. Độ một tiết sau thì mới có giáo viên trực lên thông báo. Hôm nay cả lớp rỗng hai tiết cô Trâm. Lớp được ra về sớm trong sự trầm trồ của những lớp khác. Được nghỉ sớm, cả bốn đứa lại nổi hứng muốn đi chơi game. Vậy là kéo nhau qua tiệm game của bà Vân. Cả bọn gom lại vẹn vẹn được có 2.000 chơi được tiếng. Vào đến tiệm thì đã thấy thằng Cường ngồi đó từ bao giờ. Ở đây nó như là một con người khác, khác hẳn lúc ở trên lớp. Nếu như trên lớp nó chỉ là đứa kiệm lời ít nói, với vóc dáng cao gầy, thậm chí ốm yếu của nó, bây giờ nó khác hẳn. Nó hùng hăng bấm vào mấy cái nút ở trên tay điều khiển. Nó kích động như muốn hóa thân vào những nhân vật ở trong game, giết sạch mọi đối thủ. Nét mặt nghiêm khắc, thậm chí có phần sắc lạnh. Tay nó bấm như muốn phá bung cái cần điều khiển. Bây giờ tôi mới hiểu ra vì sao các ngón tay của nó lại chai sần ra như vậy. Bà chủ phải ra nhắc nhở. Cái thằng này, mày định đập máy tao hay gì vậy? Nhẹ nhẹ tay thôi, tao cho chơi, không thì cố hút. Đoạn bà bực tức quay vào. Màn hình bọn tôi ở ngay gần chỗ bà nhất.
Tôi mới rủ dì hỏi. Bà ơi, thằng đó bộ nó hay chơi lắm, ở đây lắm hả? Bà Vân nhìn theo rồi đáp. Thằng đó nghiện lắm rồi. Chơi ngày chơi đêm á. Tối vợ chồng ta đóng cửa ngủ mà nó vẫn đập cửa xin vô chơi. Hơn tuần trước, nó chơi thua nó hăng quá. Nó đập nát cả cái tay cầm của tao đó. Tao bắt đền. Thế mà đến giờ vẫn chưa bỏ cái tật đó đó. Ê, mà nó chơi game vậy, ba mẹ nó không la sao? Cha nó bỏ mẹ nó đi từ lúc còn chưa sanh nó. Mẹ nó đẻ xong rồi cũng bỏ đi Sài Gòn. Nó ở mình bà ngoại. Bà đâu có nói nổi nó đâu. Nhìn mặt á, nó hiền mà giữ lì lợm lắm nó. Này, mày nhiều chuyện vậy. Điều tra nó làm chi hả? Tôi cười hề hề. Đâu có. Tại vì con học chung lớp nó. Con tò mò hỏi thôi. Thằng Cường hăng máu chơi game, lại đeo tai nghe kín mít, không để ý đến chúng tôi. Chơi hết giờ, bốn đứa đành ngậm ngùi ra về, mặc dù vẫn còn đang máu chiến. Vừa dắt xe tôi vừa kể lại những gì thu thập được cho mấy đứa kia nghe. Lệ Hằng thắc mắc. Nó hỏi bà ngoại thì lấy tiền đâu ra mà chơi game suốt? Thì chắc là mẹ nó gửi về đó. Tôi lắc đầu. Nhưng bà chủ tiệm game nói mẹ nó bỏ đi mấy năm nay rồi. Có mình bà ngoại nuôi nó đó. Mà nhìn nó lúc chơi game ghê thật. Tựa như là nó muốn giết người ấy. Hôm sau là ngày thứ bảy. Chỉ học có 3 tiết. Thì đã có 2 tiết văn và tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm. Thế nhưng cả lớp vẫn không thấy cô Trâm đến lớp. Mấy đứa lớp bên cạnh từ hôm qua hôm nay cũng được nghỉ mấy tiết của cô Trâm. Nghe mấy giáo viên bộ môn khác lên lớp nói là hiệu phó có đến nhà trọ nơi cô ở nhưng không có gặp. Ban giám hiệu cũng rất lo lắng cho cô Trâm, cho nên quyết định đi báo chính quyền. Còn có báo hay chưa thì chúng tôi không biết. Chỉ biết rằng là cô Trâm đã mất tích 2 ngày hôm nay. Lần cuối cùng gặp cô chính là giúp lúc ra về trễ hôm trước. Dù chỉ mới học cô được vài tháng nhưng tôi mến cô lắm. Cô Trâm trong mắt tôi là một giáo viên tận tâm, dễ mến, lại quan tâm tới học sinh. Từ sâu trong thâm tâm tôi vẫn cầu mong cô được bình an. Do có giáo viên dạy thế, cho nên lớp chúng tôi được nghỉ sớm một tiết. Ngày xưa lúc đi học thì việc được nghỉ tiết về sớm là một niềm vui vô bờ bến. Mà sau này khó tìm lại được cái cảm giác ấy lắm. Được nghỉ cho nên bốn đứa không muốn về sớm lại bắt kèo về nhà đứa bạn học chung lớp chơi. Nó nói nhà nó có khúc mương, cá nhiều lắm, rủ mấy đứa cùng nhau đến cắm câu. Bọn chúng tôi ham vui. Trời đã đời, nhìn lại đến hơn 6 giờ tối. Thế là cả đám lại quýnh quáng, đạp xe như bay về nhà. Được giữa đường thì chợt chúng tôi thấy lấp ló bộ dáng của thằng Cường đang chạy đằng trước. Ở yên sau xe của nó đang đèo một cái bao gì đó. Nó đạp loạn choạng rồi vấp vào cái ổ gà. Cả người cả xe của nó té lăn ra đường. Tránh địa vỗ vai tôi. Ấy, thằng Cường nằm đường kia. Đáng đời nó. Vừa lúc hai chiếc xe của bốn đứa chúng tôi chạy đến chỗ nó nằm, Chánh Thiên tốt bụng nhảy xuống đỡ nó dậy. Bấy giờ tôi mới thấy rõ đó là một bao xi măng nhỏ. Này, ông có sao không? Thằng Cường phủi phủi hai ống quần rồi lắc đầu. Không sao, cảm ơn nhiều. Nó dựng cái xe lên rồi bê bao xi măng đặt lên yên sau. Chánh Địa nhìn kỹ khuôn mặt của nó, đột nhiên phán một câu. Này, tốt nhất tối nay ông đừng có về nhà. Sao vậy? Thì tôi nói vậy thôi. Nghe không? Tùy ông. Sảm. Nói xong, thằng Cường lại lên xe đạp đi. Uầy, sao mày lại nói thế? Chánh Địa đáp. Tao thấy ấn đường nó tối đen như mực á. Âm khí bao phủ lấy thân thể nó. Có lẽ nó đã chung sống với người âm quá lâu á. Tôi tò mò. Thế nếu như đêm nay nó ở nhà thì sao? Mày muốn biết không? Thì muốn chứ. Thì đi dính tiếp.
Vậy là chúng tôi thống nhất, mặc kệ tía má có la mắng gì, bốn đứa vẫn quyết định đi theo rình dập thằng Cường. Thử thách một ngày một đêm theo dõi anh bạn cùng lớp bắt đầu. Bốn đứa đạp xe như bay, đi theo ông Cường. Do đã biết nhà cho nên cũng dễ dàng tiếp cận. Căn nhà tường cũ kỹ lạnh lẽo giữa trời tối, nhưng hôm nay nó mở thêm một cái bóng đèn nhỏ ở bên sàn nước, từ sau gốc mai trắng. Tôi thấy anh Cường đứng lơ đãng nhìn cái lu nước to đùng một lúc lâu, rồi nó đổ bao xi măng ra, bắt đầu trộn. Này, nó làm gì vậy? Nó nhỏ cái miệng thôi, để coi coi, xem nó làm gì. Thằng Cường như nhớ ra điều gì đó, nó đi vào trong nhà. Tôi ngồi ở xa nhất, cho nên rớn cổ hóng theo. Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, lại có lông cọ cọ vào chân tôi. Má, con gái ăn đứa, lông lá gì mà nhiều thế? Trời ơi! Lệ Hằng đanh đá trả lời. Chân tam gì có lông mày? Không hả? Ủa cái gì? Vậy cái gì cả lông tao? Tôi cúi đầu giật mình, miệng định hét lên, thế nhưng một bàn tay rắn chắc bịt miệng tôi lại. Không ngờ là con chó của thằng Cường đang đứng ngay dưới chân tôi. Nó vẫn gầy ốm, thế nhưng lúc này nhìn bộ dáng của nó đã tươi tắn hơn. Cái đuôi vẫy vẫy như muốn nói điều gì đó, và hơn hết, miệng của nó đang ngậm một khúc xương. Cả bốn đứa nghiêm mặt vì đủ thông minh nhận ra khúc cẳng chân người đang trong quá trình phân hủy. Hai đầu tươm nước mỡ vàng khè, mùi thối sọc thẳng lên mũi. Tôi lắp bắp, trời ơi, trời ơi, tụi mày thấy cái gì không? Tôi bỗng nhiên cả lăm, nhìn sang đám bạn của tôi cũng đang run rẩy. Này, nó nhỏ cái miệng thôi, để xem thế nào. Thằng Thiên mặc dù cũng rùng mình, thế nhưng nó luôn là người giữ được bình tĩnh. Nó nắm chặt lấy vai tôi, không để tôi phát ra tiếng động quá lớn. Con chó thả khúc cẳng chân xuống rồi chạy đi mất. Lúc này tôi muốn ra về lắm, thế nhưng mà là một dân chơi, bây giờ về thì nó xấu mặt. Ba đứa kia nó lại chả cười cho. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, đi sang chỗ khác, tránh nhìn cái khúc chân ấy. Biết chắc chắn có điều mờ ám, cho nên cả bốn đứa càng muốn tìm hiểu. Thằng Cường lôi ra một bao đất to từ sau nhà, kê lên một cái ghế, mở cái nắp lu. Cái nắp xi măng nặng nề, nó phải gồng mình mới khiêng xuống được. Khi cái nắp mở ra, thì cũng là lúc một cái thứ mùi kinh khủng sọc bay ra khắp nơi. Cũng thật may, xung quanh cũng không có nhà hàng xóm nào gần. Thằng Cường phải quay mặt đi vì cái thứ mùi kinh khủng ấy. Thế nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt của nó lạnh lùng bước xuống. Nhắm không thể vác hết bao đất lên, nó chia làm hai nửa rồi đổ vào trong lô. Cứ như thế mấy lần, nó đi ra sau lấy đất rồi ra trước đổ vào. Cái lù nước to, nó vất vả lắm mới đổ được đầy đất. Xong nó ngồi vật xuống ngay bên cạnh cái lu mà thở hổn hển. Dáng người của nó gầy dơ, có phần yếu ớt, có lẽ ít khi làm việc nặng. Nó nghỉ mệt một lúc rồi đứng dậy, đổ bao xi măng ra trộn tiếp. Này, liệu có phải là nó giết người rồi tiêu hủy chứng cứ không? Tôi và Thiên định xông vào bắt quả tang tại trận. Lúc ấy tôi không sợ, bởi vì chúng tôi có bốn đứa, còn thằng Cường thì chỉ có một mình. Và lại chúng tôi đều có võ. Thế nhưng Địa cản lại, nó lắc đầu. Khoan đã, để xem cái vong có hiện lên không. Tụi mình không nên bứt dây động rừng đâu. Ở bên trong, thằng Cường vẫn đang hì hục trộn xi măng. Nó khiêng cái nắp đậy cái miệng lu lại rồi ngắm nghía, tìm cách chét xi măng kín lại cho cái nắp dính vào lu. Nó đứng lên cái ghế nhìn xuống ở bên trong lu, lẩm bẩm: Con xin lỗi, con không muốn như vậy. Sau đó nó chét xi măng kín mít, mùi hôi thối tan đi, mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt lạnh lùng của nó.
Thế nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy. Cái vong luôn đi theo nó xuất hiện. Dường như lúc này đến cả thằng Cường cũng dùng mình cảm nhận được sự lạ. Nó quay phát đầu lại. Cái vong lơ lửng ngồi chồm hổm ở trên nắp cái lu, nhìn thằng Cường bằng ánh mắt giận dữ. Thằng Cường kinh hãi ngã vật ra miệng ú ớ. Trời ơi, bà ngoại. Cái vong cất tiếng. Mày đúng là nghịch tử nghịch tôn. Tao thấy tội thân mày côi cút nuôi nấng mày, mà mày nỡ thông đồng với kẻ gian. Mày giết tao. Không, bà là ma. Bà là ma là quỷ. Bà không còn là bà tôi nữa. Mày cũng không còn là cháu tao. Tao không có cái đứa cháu nghiện ngập ngủ dốt như mày. Bà lúc nào cũng mắng nhiếc, cũng chửi rủa tôi. Cái vòng lúc này rên rỉ khóc lóc. Tôi có thể cảm nhận được, có lẽ vong của người bà ấy đang rất đau lòng. Tiếng khóc âm u khắc khoải thấu tận tâm can. Thằng Cường thì kinh hãi, quay đầu bỏ chạy ngang qua chỗ chúng tôi đang nấp. Cái vong không đuổi theo. Tôi loáng nhìn lại thì cái vong đã biến mất. Thằng Cường đi rồi, chúng tôi mới run run lại gần chỗ cái lô. Đi với chánh địa cho nên cũng yên tâm hơn phần nào. Chánh địa đặt tay lên lô nước, nhắm mắt như đang cảm nhận điều gì. Nó đi vào trong nhà, lấy trên bàn thờ ra 3 cây nhang. Thằng Cường lúc nãy kinh hãi bỏ chạy cho nên quên cả khóa cửa. Mà thực ra thì nhà nó cũng đâu có cái gì quý giá đâu mà sợ mất. Đốt 3 cây nhang, chánh địa cắm xuống ở bên cạnh lu nước. Linh hồn bà yên tâm, những việc bà nhờ chúng con sẽ cố gắng hoàn thành. Xong nó vái 3 vái, đoạn kêu mấy đứa ra về. Bây giờ tôi mới hỏi. Ê, mày nói nhờ là nhờ cái việc gì vậy? Chánh địa bỡn cợt. Vong cơ bất khả lộ đó. Ừ, thôi mà em nói rồi thôi. Về đến trước cổng nhà đã hơn 8 giờ tối. Tôi bị tía la từ đầu cổng một chập xây sầm mặt mày vì cái tội ham chơi quên cả lối về. Thế nhưng tôi như sững lại trong giây phút, khóe mắt rưng rưng, mâm cơm vẫn còn y nguyên. Thì ra đến tận giờ này tía má vẫn đợi tôi về chứ nhất định không ăn trước. Tôi hiểu ra rằng là dù đi đâu, ở đâu cũng chẳng bằng được về nhà. Có cha có mẹ là hạnh phúc nhất trên đời. Cũng từ giây phút ấy tôi tự nhủ sẽ không bao giờ về trễ bữa cơm với tía má nữa. Chỉ là tôi không làm được. Ai dù cũng phải lớn, cũng phải đi xa nhà, cũng phải rời xa vòng tay của cha mẹ để trưởng thành, để lăn lộn với người đời. Cuộc sống bộn bề lo toan thì những bữa cơm gia đình nó càng trở nên chân quý và xa xỉ. Trưa hôm sau đi học, từ ngoài cửa lớp đã nghe có biến. Chuyện là có 2 học sinh khối 12 học buổi sáng. Do nhà ở xa như chúng tôi cho nên đến trường sớm. Trời vẫn còn đọng hơi sương. Khuôn viên trong trường vẫn chưa thấy bóng dáng của ai. Chú bảo vệ từ đâu về đã mở cửa để cho lũ học sinh vào. Dường như cả đêm chú không có mặt ở trường. Cô chú ở căng tin cũng đến từ sớm để chuẩn bị hàng bán. Cả dãy phòng dường như vắng vẻ. Các lớp học vẫn khóa cửa lạnh tanh. 2 học sinh đến sớm mang theo bánh mì, dọn một băng ghế ra để ăn sáng. Khi vừa cắn dở ổ bánh mì thì cứng đơ họng khi thấy một cái bóng áo dài lướt qua về phía sau 2 hàng cây bạch đàn. Ê Tuấn, sao có giáo viên, sao giáo viên nào đi dậy sớm vậy bấy? Tao có thấy ai đâu, mới có 6 giờ, giờ này làm gì có giáo viên nào. Cả hai lại tiếp tục ngồi ăn. Nhưng chỉ vài phút sau thì 2 thằng học sinh lại nhìn thấy một bộ áo dài lơ lửng lướt trên dãy hành lang cách băng ghế đá một đoạn, rồi biến mất ở cuối dãy nhà vệ sinh. 2 thằng này lúc này kinh hãi, la hét bỏ lại cả cặp sách ở băng ghế đá mà chạy. Trời ơi, con bà. Mấy người ra căng tin nghe tiếng la hét vội vã chạy lên xem.
chỉ thấy hai đứa học sinh vừa la làng, mặt mày tái xanh tái xám. Thấy hai đứa sợ như vậy thì họ dìu xuống căng tin cho uống nước nghỉ ngơi. Hai đứa này lắp bắp kể lại câu chuyện vừa nãy. Mấy cô chú căng tin nửa tin nửa ngờ, vì họ thầu căng tin ở trường này đến cả chục năm rồi, đâu có thấy xảy ra cái chuyện ma chuyện quỷ gì đâu. Câu chuyện còn chưa kịp kể hết thì từ ngoài cổng người ta tụ tập càng lúc càng đông, là do một học sinh nữ khác vừa gửi xe đi ra, thấy một bộ áo dài lơ lửng ngồi vắt vẻo ở trên sân thượng dãy phòng học. Nữ sinh này té vật ra vì kinh hãi, nó té xỉu giữa đường. Mọi người bu quanh lại vội vàng đưa nó lên phòng y tế. Lúc này cô y tế vẫn chưa đến, cho nên để nó nằm đó nghỉ, đánh gió hai bên bàng tang cho nó tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra nó lại hét lên thất thanh. Cô hiệu phó phải ngồi bên cạnh vỗ về một lúc, nó mê dần lấy lại bình tĩnh, kể lại sự việc. Sự việc kỳ quái diễn ra vào buổi sáng. Tin tức nhanh chóng truyền đến các khối học buổi chiều. Chỉ trong một buổi học mà xảy ra đến hai trường hợp ma quỷ thì quả thực nó đáng là kinh khủng. Ban giám hiệu cũng nhanh chóng phát loa trấn an tinh thần học sinh. Có người tin cho nên chỉ ngồi im ỉm trong lớp, nhưng cũng có người chả tin, bảo làm gì có quái gì, có cái chuyện ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như thế, tầm phào. Tôi thì chỉ cười nhếch mép thầm nghĩ, thế thì mày chưa đến xóm đồn một của tao rồi. Đến nó coi rồi đó, tao sẽ cho mày đái ra quần bằng cả đít. Tránh địa bất ngờ rủ dê. Đó, qua về trễ, tía trời tao quá trời đó. Giờ mà đi nữa, ông cạo đầu tao nữa. Thì tụi mình ở lại coi xem là có ma quỷ gì không. Hay là tụi lớp 12 nó gây chuyện, nó tạo xì căng đa này nọ. Thôi, ông cạo đầu thiệt đó mày ơi, mà tao không muốn làm cái đầu chọc đâu. Tránh địa nhếch mép, rén rồi hả? Tao mà rén hả? Thì ở lại chỉ xíu thôi. Thằng địa nói xong quay lại cười gian xảo, bởi vì tôi đã bị dính kèo. Bộ tứ nói là làm. Buổi chiều hôm đó tan học xong, chúng tôi không về nhà ngay, mà nán lại. Ở phía sau sân bóng vẫn có một nhóm học sinh ở lại chơi. Bên căng tin và phòng giáo viên thì cũng đã ra về bớt. Dãy phòng khối 12 vắng tanh. Cô lao công mọi khi vẫn đi quanh các dãy, đến từng phòng dọn dẹp, sẵn tiện nhặt vỏ chai nhựa để bán ve chai. Bốn đứa ngồi lại băng ghế đá cạnh đường ra sân bóng. Nơi này là vị trí đắc địa, có thể nhìn bao quát tất cả các dãy phòng, cho đến khu vệ sinh chung lẫn sân bóng. Lần này chúng tôi lại được tránh địa đưa cho một đoạn ống ở trên lá cây đô đổ. Chỗ đó có khoảng trống để nhìn những cái ống nhòm. Nó bảo nhìn xuyên qua đoạn ống đó là có thể thấy được chỗ nào có âm khí. Nếu là vong bình thường thì không sao, mà nếu là ngạ quỷ sẽ có luồng sáng màu đỏ tía. Lúc đó thì nhất định là phải bỏ cái đoạn ống xuống, nếu không đó, nó phát hiện đó, nó chọc mù mắt tụi bay luôn đó. Ghê vậy, lỡ gặp quỷ sao mày ơi. Tránh địa trưng ra bộ mặt đắc ý, tay vỗ vỗ vào cái túi nó đeo. Tao mang đầy đủ đồ chơi rồi, quỷ gặp là phải rén. Ngồi chém gió, đến độ 6 giờ, trời đã bắt đầu chập choạng tối. Tôi mỏi mòn đòi về. Đám học sinh đá bóng ở bên kia cũng đòi đã ra về. Nhà xe chỉ còn lác đác vài cái xe đạp. Cô lao công đi cuối dãy 3 tầng thì dừng lại ở ngay chỗ phòng họp giáo viên. Thằng địa đứng bật dậy, có biến rồi. Ở bên đó, sặc mùi âm khí đó tụi bay. Tôi lập tức đưa mắt nhìn qua cái ống đô đổ. Quả thật hướng tay nó chỉ là một luồng hơi màu đen bốc lên ngùn ngụt. Thằng địa nhanh như cắt chạy về bên đó. Mấy đứa chúng tôi cũng cuống cuồng chạy theo. Đến trước cửa phòng họp, cô lao công mặt mày tái nhợt, miệng méo xẹo đi như bị trúng gió. Đứng chết chân trước tấm bảng có dán tên và hình của toàn bộ giáo viên ở trường. Tay cô lao công chỉ vào một tấm ảnh. Thấy bóng dáng bọn tôi bên cạnh, cô lao công quay phát mặt lại. Hai tròng trắng con ngươi chuyển dần sang màu huyết sắc, hết sức ghê rợn. Khóe miệng của cô lao công ói ra một dòng máu. Thấp thoáng ẩn hiện là một gương mặt quen quen,
Chỉ là nhất thời tôi chưa nhớ ra. Cô Lâu Công tay vẫn giữ chặt tấm ảnh ở trên bàn. Chánh Địa nhìn thấy vong nhập vào xác cô Lao Công thì vội vàng lấy từ trong cặp ra một nắm bột đỏ. Nó ném thẳng nắm bột ấy về phía cô. Cô Lao Công đưa tay lên che mặt, khuỷu tay bị dính cái thứ bột ấy thì như bị thiêu đốt. Tiếng hét đau đớn vang vọng cả khuôn viên trường. Tiếp theo đó, một lá bùa màu vàng từ tay của thằng Địa bay đến, thiếp thẳng lên mặt của cô Lao Công. Cái vong ở trong người cô bị hất văng ra. Đó là một vong nữ mặc bộ áo dài trắng, quần màu xanh nhạt. Cái vong lướt về phía hàng cây bạch đàn ở đằng sau. Thằng Địa lập tức co giò đuổi theo. Tôi vẳng Thiên đỡ lấy cô Lao Công dậy. Bây giờ bọn tôi mới nhìn rõ tấm ảnh cô Lao Công chỉ lúc nãy chính là ảnh của cô giáo Trâm. Hằng, mày ngồi đấy giữ cô đi, tao chạy theo coi. À không, hai đứa bày ở lại luôn. Đoạn tôi bật tốc chạy thẳng theo hướng của Hằng Địa ra phía sau dãy bạch đàn. Gió thổi cho những ngọn cây nghiêng ngả như hù dọa con người. Xung quanh tối om om, trông rất sợ. Tôi nghe tiếng chân chạy ở hướng dãy nhà vệ sinh chung. Tôi lập tức chạy qua bên ấy. Ra nơi thấy Hằng Địa đang đứng một mình. Tôi vừa vỗ vai nó, vừa thở hồng hộc. Sao rồi? Nó chạy thoát rồi. Tức ghê đó. Mà mày biết cái vong đó là ai không? Hay là ai thì tao cũng phải bắt. Không thể để nó đi, nó hù dọa hại người như vậy. Trời ơi, Địa ơi là Địa. Cái vong đó là cô Trâm nó. Thằng Địa bất ngờ, ánh mắt như không thể tin nổi. Sao mày biết? Quay lại chỗ Lệ Hằng và Chánh Thiên đang ngồi đỡ cô Lao Công, tôi chỉ cho nó xem dấu tay đen xì xì dính trên tấm ảnh của cô giáo Trâm. Trên bức ảnh, dường như chúng tôi cảm giác ánh mắt của cô giáo Trâm như đang cầu cứu. Chắc là cô mình có ẩn khúc gì đây. Lạ thật. Nói đến đây thì cô Lao Công cựa mình, mắt khẽ mở, nhìn xung quanh. Thấy mấy đứa chúng tôi thì cô ngạc nhiên. Sao tao lại nằm đây? Nãy cô trúng gió đó. Cô ngất xỉu. Tôi còn đi ngang thấy cho nên đỡ cô nằm lên đây. Cô thấy trong người sao rồi? Lệ Hằng nói cùng với Chánh Thiên để cho cô Lao Công không sợ hãi. Thường thì những người bị vong nhập khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ bất kỳ điều gì. Cô Lao Công mệt mỏi, cuối cùng đi ra, chuẩn bị về nhà. Thằng Địa còn dặn, cô ơi, cô về nhớ xoay 3 vòng trước khi vô nhà nhé. Nếu mà có chậu lửa nhảy qua thì càng tốt. À, cô kiếm thêm lá bưởi, nấu nước tắm. Cô Lao Công thắc mắc, chi vậy? Sao tự nhiên lại tắm nước lá bưởi là sao? Chánh Địa cười cười, thì để cho sạch sẽ thơm tho đó, đâu có gì đâu cô. Ý mày chê tao hôi hả? Thôi, đi về đi lũ nhóc, trễ lắm rồi đó. Chúng tôi ra về, đến cổng trường cũng chẳng còn ai soát vé. Chú bảo vệ đã đóng cửa phòng đi đâu mất tăm. Đèn cũng đã sáng, chúng tôi đèo nhau ra về, trên đường đầy thắc mắc. Chẳng lẽ cô chủ nhiệm mình chết thật rồi sao? Hay là cô muốn nói gì đó? Thằng Địa cũng gật gù. Lúc nãy tao chạy theo tao lạ lắm, dường như là mình bị dẫn đi ấy. Trời ơi, mày là pháp sư gì mà mày để vong dẫn đi vòng vòng? Hèn nữa, tao lúc đó là chỉ dùng bùa trục vong. Chứ tao mà dùng bùa trấn vong á, hay là bùa áp vong á, 100% là cô Trâm hồn phi phách tán mày ơi. Này, tao có cảm giác giữa cha bảo vệ với anh Cường lớp mình nó có liên quan mờ ám. Tao nhất định sẽ theo vụ này đến cùng. Mà có khi nào là cô Trâm cô chết rồi không tụi bay? Gì mà mất tích lâu như vậy? Lệ Hằng im lặng nghe chúng tôi bàn luận. Thế nhưng khi ba đứa chúng tôi quyết định sẽ làm gì thì nó cũng sẽ tham gia ủng hộ. Là đứa con gái duy nhất trong nhóm, mỗi lần nó phát biểu đều là tâm điểm của sự chú ý. Nó như có linh tính trước sẽ có biến cố xảy ra. Bộ tứ về nhà tắm rửa rồi xin tía má tối nay ngủ lại võ quán để học nhóm. Tía má tôi thì dễ lắm, tía má Lệ Hằng thì đi hái thuốc cho nên càng dễ. Chỉ có thầy ba rắn là khó. Nhưng canh lúc thầy ba đi thăm bẫy thì hai anh em nó trốn đi.
dân chơi sợ gì mưa rơi. Hơn 9 giờ rưỡi, cả bọn đã ở bên hông của trường học. Lúc này, trường đã thưa vắng lắm, ở đường cũng chẳng có mấy người. Thì thoảng có vài chiếc xe tải chạy qua, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, thế nhưng lại khóa cửa ngoài. Phòng ban giám hiệu cũng sáng đèn, có lẽ là giáo viên trực trường đang ở đó. Này, cứ dình mãi như vậy cũng không phải là cách. Hay là mình cứ gọi vong cô Trâm lên. Nếu cô có ý muốn giúp tụi mình thì nhất định sẽ hiện ra. Chứ chờ đây hoài thì biết chờ đến bao giờ. À, cũng là ý hay đó. Tôi lắp bắp thì thu phục luôn. Thằng Địa cười lớn. Ấy, tự nhiên. Sao mày cả lăm vậy, mày sợ hả? Tao có cách gọi hồn cô Trâm lên, mày đừng có lo. Bây giờ mày lên sân thượng, chỗ bữa nhỏ lớp 12 thế ma đó. Mày ngồi xuống cho hồn cô Trâm nhập vào. Xác nhập hồn dễ nói chuyện tâm sự lắm đó. Thôi đi, trời ơi, mắc mớ gì mày xui tao để cho cô nhập hồn. Trời ơi, mày sợ hả? Tôi lại bị lót chọc. Mà lúc đó tôi cứ nghĩ đến hình ảnh cô lao công bị nhập lúc chiều. Mà tỉnh dậy thì không nhớ gì, tôi cứ dùng mình kinh hãi. Sợ cô Trâm thấy học sinh đẹp trai như tôi rồi lại hợp ở luôn trong xác tôi thì có mà chết. Tao giỡn mày tí thôi. Được rồi, bây giờ đi vào trường đi. Thằng cha bảo vệ nó đi đâu từ chiều rồi, vào dễ ẹt. Lệ Hằng nói. Mà tao nhìn mặt cha đó nó cứ gian gian đó. À, giờ chắc đi chơi với gái đó. Lúc cha đó nhìn con Hằng như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Ờ, nhưng mà vào trường làm chi bây giờ? Thằng Địa cười cười. Thì tao nghi cô Trâm chết ở trong trường, cho nên vào trường gọi hồn nó. Mấy đứa gật gù như là được khai sáng. Thằng Địa cẩn thận dặn. Tụi mình leo tường vào bên hông dãy lớp 12, chỗ mấy cây bạch đàn to. Chia ra 4 đứa 4 hướng. Sau khi tao chạy đến vỗ vai thì lập tức chạy đến đứa tiếp theo vỗ vai nghe không. Vậy là chúng tôi không quá khó khăn để trèo vào cổng, tới nơi theo chỉ dẫn chia ra làm 4 hướng. Sau khi thấy tất cả đều đã yên vị, chúng tôi bắt đầu cái trò chơi. Thằng Địa lấy trong túi hành nghề ra một miếng gỗ nhỏ hình bát giác. Các cạnh đều có khắc các quẻ. Bên trên miếng gỗ có cắm một cây kim giống như la bàn. Ở mặt kim gốc có một vết lõm. Thằng Địa nhắm mắt rì rầm đọc chú, rồi lấy một cây kim khác chích nhẹ vào đầu ngón tay nặn máu. Máu nhỏ vào vết lõm. Cây kim xoay vòng mỗi lúc một nhanh, cho đến khi cây kim quay đến vòng thứ 27 thì dừng. Bởi vì vòng thứ 27 đúng với số tuổi của cô Trâm. Thằng Địa đứng phắt dậy, nhanh chân chạy đến phía Lệ Hằng. Nó vỗ vai Lệ Hằng rồi nói: chạy. Lệ Hằng theo lệnh chạy đến chỗ đối diện là Thiên, vỗ vai Thiên 3 cái. Tiếp. Thiên cũng lập tức chạy đến chỗ tôi. Tôi đứng gần ở khu vực nhà vệ sinh chung nhất. Đợt nãy giờ tôi khó chịu bởi vì mùi từ nhà vệ sinh bốc lên. Còn đang hóng hớt thì thấy bóng ai đó đứng lấp ló ngay đằng sau cây bạch đàn. Này cô ơi, em sợ lắm. Cô đừng có hù em nên cô. Sau đó ở đằng sau là một thân hình cao lớn lao đến, làng Thiên. Nó vỗ mạnh vào vai tôi mấy cái. Vỗ chỉ mạnh vậy. Thế nhưng sau câu nói ấy thì đột nhiên thân thể của tôi cứ như là bị ai đó điều khiển vậy. Tôi chạy như bay đến phía sau nhà vệ sinh. Đó là góc khuất nhất của khu nhà vệ sinh. Tuy tay chân thân thể bị điều khiển, thế nhưng não bộ của tôi vẫn có thể chủ động suy nghĩ. Tôi thấy nơi góc khuất nhất có một bộ áo dài đang lơ lửng. Bộ áo dài căng lên như có ai đó vô hình đang mặc. Dù sợ nhưng chân tôi vẫn vô thức lao đến. Khi cách chỉ còn có 2 bước chân, tôi giơ tay lên tự động vỗ lên bộ áo dài ấy 5 cái. 4 đứa chơi trò vỗ vai. Tránh Địa là đứa đầu tiên vỗ vai. Đứa thứ 2 Lệ Hằng 2 cái. Đứa thứ 3 là Tránh Thiên 3 cái. Tôi thứ 4 4 cái. Vậy vỗ 5 cái, tức là có người thứ 5 tham gia. Thằng Địa giải thích đây là trò vỗ vai gọi hồn, nó đọc được trong quyển sách của ông có. Không ngờ thử một lần là thành công. Chính là vong hồn của cô Trâm theo lời gọi mà tham gia. Hình như cô đang đứng ngay trước mặt tôi vậy. Cô ơi, cô, em sợ lắm đó cô ơi. Cô. Tôi lắp bắp.
đâu phải lúc nào ma quỷ xuất hiện cũng có gió đâu em. Mà ma quỷ đâu có phải lúc nào cũng đáng sợ đâu. Gió nó thổi chứ cô đâu có tạo ra gió mà em sợ. Âm thanh quen thuộc cất lên, tôi nhận ra ấy là giọng nói của cô Trâm. Giọng nói lúc giảng bài, lúc đọc thơ. Ấy thế mà bây giờ tôi nghe thì rùng mình. Tôi còn đang cứng hết cả lưỡi thì tiếng cô Trâm lại cất lên. Này, đâu có ai quy định giọng ma là phải đáng sợ hay không đáng sợ. Chỉ là vì là ma quỷ, thế cho nên là giọng nói vang vọng, nó là tự nhiên thôi. Cô ơi, sao vậy? Cô thả em ra được không cô? Có gì cô trò mình từ từ nói chuyện, chợ này em mệt lắm. Tôi nghe thấy cô Trâm cười khúc khích. À, cô xin lỗi, Phương chấn thương. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, làm sao cô biết được biệt danh của mình. Thân thể của tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng, ở phía sau ba đứa kia cũng chạy đến. Cô Trâm vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng bộ áo dài thì vẫn treo lơ lửng. Tôi khẩn khoản, cô ơi, cô xuất hiện bộ dáng bình thường được không cô? Chợ nhìn cái bộ dáng áo dài này thấy ghê quá. Không được. Sao vậy cô? Cái tay áo dài chỉ về hướng chánh địa. Chánh địa pháp lực cao cường, cô sợ lắm. Ê cô ơi, cô đừng sợ. Em bảo kê cho. Cô cứ hiện ra nói chuyện đàng hoàng đi. Thằng địa cũng nói em không làm gì đâu. Cô ơi, sao cô lại chết? Lúc này ẩn hiện trong lớp áo dài, hình dáng cô Trâm đã hiện ra. Ánh mắt của cô buồn rười rượi. Ngồi xuống, cô kể cho nghe. Mấy đứa chúng tôi nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống. Ngay bên cạnh hồn cô Trâm, y như là mấy bà hàng xóm đang túm năm tụm ba buôn chuyện vậy. Cô mới kể là hôm đó cô về trễ, giữa đường như nhớ quên sắp bài kiểm tra ở văn phòng, cô quay lại lấy. Lúc ấy nhà trường đã vắng tanh, ông bảo vệ đi theo sau mà cô không biết. Cái ông bất ngờ ôm cô làm cô giật mình, xong ông làm nhục cô. Đến đây cô Trâm khóc sụt sùi, nước mắt lưng tròng. Bất chợt giọng cô rít lên. Nó xong thì thôi, nó còn giết cô để bịt miệng. Nó lấy dây lưng xiết cô đến nghẹn thở. Chánh địa nghe đây thì tức giận đập tay xuống đất. Em nhìn mặt ông là em nghi rồi. Mà sao ông giết cô? Cô không nhát ông mà lại đi nhát lũ học sinh. Hồn cô Trâm giải thích. Đâu có. Tại vì mấy đứa nó cao số, cho nên nó mới nhìn thấy được cô. Chứ cô đâu có cố tình nhát ai. Vậy sao hồi chiều cô dẫn em ra đây? Em hiểu lầm rồi. Cô biết em có học đạo, cho nên cô sợ lắm. Cô nào dám hù dọa, cô chỉ muốn cầu cứu. Vậy giờ cô muốn thế nào? Cô muốn tội ác của nó phải trả giá, nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô không hận nó à? Cô không muốn giết nó để nó đền tội à? Cô Trâm lắc đầu. Số tới thì chết thôi. Mà giết nó thì mình cũng chả sống lại được. Cô Trâm lúc này nói làm cho cả lũ chúng tôi cũng bùi ngùi. Cô ngoắc ngoắc tay cả mấy đứa chúng tôi trụm đầu lại, đoạn rủ rỉ vào tai chúng tôi rồi biến đi. Quyết định như thế đi, bộ tứ cứ quyết định mà làm. Tôi ngơ ngác. Ê, mà cô vừa nói gì? Mà sao mày bảo quyết định? Ai thì mày cứ làm theo đi, rồi tao khắc bảo. Chánh Thiên bàn tay siết lại răng rắc. Phải này anh cha bảo vệ, tao cho nó mềm xương nữa. Vậy là bộ tứ chia làm hai nhóm, Lệ Hằng và Chánh Địa canh chừng ở văn phòng, nơi có một giáo viên ngủ lại trực. Còn tôi và Thiên đi vòng ra sau căng tin tìm Quốc Sẻng. Tôi biết sau căng tin có để mấy thứ đó, bởi vì hay bị phạt đi làm cỏ sân bóng. Lấy được hai cái cuốc, chúng tôi nhanh chóng tụ tập lại cùng với Lệ Hằng và Hằng Địa. Lúc chạm mặt nhau ở hành lang, nó nói: thầy giáo trực không để ý đâu, tụi mình ra chỗ hồi nãy lập bàn lễ tìm xác cô.
Vậy là chúng tôi phải đi ngược lại một đoạn ra khu nhà vệ sinh chung, chỗ có hơn 20 gốc bạch đàn. Bây giờ đã 11 giờ đêm, cả khu chỉ có duy nhất cái bóng đèn vàng vọt. Này, tối thui như vậy rồi thấy cái gì? Vừa dứt lời thì loang loáng có cái đèn pin chiếu qua. Ấy, ở đâu ra thứ này vậy? Thằng Địa vỗ vỗ vào túi đồ nghề. Tàu của túi thần kỳ Doraemon đó, trong này cái gì cũng có. Ấy, mà sao mày không kêu hồn cô Trâm để cô chỉ mình nơi chôn xác? Mắc mớ gì lập bàn lễ? Tôi thắc mắc thì đột nhiên giọng cô Trâm lại cất lên. Cô chết đúng lúc quỷ sai đi tuần, cho nên cô phải trốn. Lúc ấy quỷ sai tỏa ra âm khí che mắt, cô cũng không biết được là thằng kia nó chôn xác cô ở đâu. Ngẩng lên, tôi lại một lần nữa dùng mình khi thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây bạch đàn. Trời ơi, cô đừng có xuất hiện kiểu vậy nữa đi. Mỗi lần cô xuất hiện như vậy, em sợ lắm đó cô ơi. Thiệt đó, tao chưa bao giờ tao thấy cái bà ma nào như cô mình đó. Chúng tôi lắc đầu cười trừ với bà cô. Thằng Địa bâng khuâng nói, bây giờ tao cần một thứ. Chính là vật gì đó cô xài lúc cô còn sống đó. Cô Trâm thường sử dụng để còn làm phép. Lúc này cô Trâm lướt từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Có vẻ như hóa thành ma, cô hình như còn vui vui. Cô bày trò nghịch chứ sao ấy. Có khó gì đâu. Đồ cô để trong ngăn tủ ở phòng giáo viên có nhiều lắm. Nhưng mà làm sao vào đó lấy được? Trong đó có giáo viên trực cô ơi. Tay chỉ về hướng văn phòng còn sáng đèn. Vậy để cô dụ ra, mấy đứa lẻn vào lấy. Cái này không tính là nhát người nghe Địa. Thằng Địa gật đầu. Em biết rồi. Cô Trâm nói đoạn xà từ trên ngọn cây xuống, tới gần chỗ chúng tôi đang đứng. Đoạn cô lại bay vụt lên trên. Cả lũ chúng tôi ngơ ngác. Cô ơi, cô làm gì thế? À, quên cánh tay ở trên cây, quay lại lấy. Chúng tôi nghe cô nói mà choáng váng. Bà cô lầy thiệt. Cô Trâm cứ thế loang loáng ẩn hiện ở các dãy phòng học. Bọn tôi nép đằng sau cầu thang gần đó để chờ đợi. Cô Trâm lướt nhẹ vào phòng giáo viên trực, tà áo lơ lửng ở trên mặt đất. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn ở phòng giáo viên trực, rồi không gian trở nên im bặt. Chúng tôi chạy đến thì thấy giáo viên trực nằm dài ở dưới đất. Cô Trâm lắc lư tỉnh bơ. Cô còn chưa kịp hiện tay chân, trông bộ dáng ghê rợn quá, thầy sợ chạy mất đó. Trời ơi, nhìn mặt cô như vậy ai mà chả sợ đó. Lệ Hằng lúc này bước đến ngăn tủ có ghi Nguyễn Ngọc Trâm. Cô ơi, của cô đúng không? Em mở nhá. Cô Trâm gật gù ngượng ngùng. Mở đi. Lệ Hằng nhẹ nhàng mở cánh tủ. Bên trong cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có một tấm ảnh chụp gia đình cô chụp với mẹ và em trai, một cái nón và một bức thư. Cô ơi, đây là... là thư người yêu cô gửi. Cô còn chưa kịp đọc đó. Sau đó chúng tôi bắt đầu lục tìm. Thiên, Phương, đỡ thầy giáo nằm lên bàn đi, để dưới đất trúng gió đó. Chúng tôi quay lại khiêng thầy giáo đặt lên bàn, bởi vì thầy sợ quá đã ngất xỉu. Sau đó đi ra ngoài, tránh địa trải một tấm khăn vàng, trên đó để một cái lư hương nhỏ, mấy cây nhang đã được đốt sẵn. Tay nó cầm một thanh kiếm được kết bằng mấy đồng xu, dài chừng một gang. Đặt tấm ảnh gia đình cô Trâm lên trước bát hương, thằng Địa dì dầm đọc thần chú. Chính là câu thần chú gọi âm binh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vái ông chánh soái đại càn, phó soái đại càn, chư vị âm binh, binh thiên, binh địa, binh tổ, binh thầy, binh mấy anh chiến sĩ đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ kẻ siêu mồ người lạc mã về đây cảm ứng chứng minh theo thầy. Vừa dứt thần chú thì gió ù ù nổi lên. Chúng tôi lại nghe thấy tiếng chân đi sầm sập, rồi giọng nói ồm ồm quen thuộc. Thầy cần giúp đỡ, xin thầy cứ nói. Hồn cô Trâm lúc này đã biến mất. Có lẽ vì cô là một vong hồn mới, cho nên nhìn thấy đám âm binh này cô sợ.
Chánh địa nói bằng âm ngữ mà tôi không hiểu được. Xong nó phất mạnh tấm hình. Tấm ảnh cứ thế theo gió bay về phía khu nhà vệ sinh chung. Lấp ló ẩn hiện, tôi nhìn thấy một bàn tay đang cầm tấm hình. Cả lũ lập tức đuổi theo đến cuối sân bóng. Đây là điểm cuối cùng của ngôi trường. Chỗ này hoang phế, cỏ lau mọc cao quá nửa người. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Bất ngờ một tia sét ở trên tầng không sáng rực cùng với tiếng đinh tai nhức óc làm cho cả lũ phải rúm cả vào với nhau. Chánh Thiên giữ lấy Lệ Hằng, chỉ có Chánh Địa là vẫn đứng thong dong bình tĩnh. Ánh mắt của nó lúc này uy nghiêm. Tia sét đánh thẳng xuống một tràng cỏ. Tiếng chân sầm sập đã dừng lại. Chánh Địa chắp tay như là tạ ơn âm binh. Nơi này vắng vẻ, đủ để biết đây chính là nơi mà tên bảo vệ sẽ chôn xác cô Trâm. Cô ơi, cô, âm binh đi rồi, cô ra đi. Cô Trâm từ từ hiện ra. Cô ơi, cô ở đằng trước mặt cô hiện, chứ cô đừng có hiện đằng sau đó, sợ lắm. Chánh Thiên bây giờ mới đưa ra cây cuốc. Bọn mình đào xem. Qua ánh đèn pin của điện, chúng tôi nhận thấy khoảnh đất tuy đã được lấp bằng phẳng nhưng vẫn lộ rõ dấu hiệu bị cuốc xới, những lớp cỏ bị hất tung. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi cuốc vụn đất ấy lên. Nhát cuốc của tôi và Thiên thay phiên nhau bổ xuống, cho đến khi tôi cảm giác như là mình cuốc phải thứ gì đó mềm mềm. Tôi bắt đầu cẩn thận vén những mảnh đất xung quanh. Cho đến lúc này thì một thi thể vặn vẹo biến dạng, hai tay bị trói chặt bằng một sợi dây thừng, bốc mùi hôi thối hiện ra. Lớp áo dài trắng cùng với cái quần tím đã bị rách tả tơi. Hai hốc mắt như muốn lồi cả ra ngoài, con ngươi phình to, lộ rõ cả những phần nhạy cảm. Lệ Hằng vừa khóc vừa che miệng quay mặt đi. Mấy đứa chúng tôi cũng dùng mình kinh hãi. Khoảnh khắc ấy thật khó mà diễn tả được. Nhìn tận mắt thấy người giáo viên mình yêu quý bị sát hại, thi thể kinh dị như vậy thì ai mà không xót. Hồn ma cô Trâm khuỵu xuống ngay bên cạnh xác của mình, khóc u uất. Cô ơi đừng buồn nữa. Ai, dù sao thì... Cô Trâm nức nở. Một hồi sau để cho cô dịu xuống. Bây giờ cô Trâm mới nói. Khiến giáo viên Trực ra đây đi. Đến khi tỉnh dậy, thầy tự khắc sẽ đi báo cảnh sát. Như vậy các em sẽ đỡ phải liên quan. Ý hay đó. Được rồi, bọn mình vào khiêng thầy ra. Mấy đứa khiêng thầy giáo viên Trực ra tới gần phòng bảo vệ, liếc nhìn thấy gã vẫn chưa về. Nhìn qua bụi cây bên hông, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mấy chiếc xe đạp của chúng tôi vẫn ở đó. Cô ơi, rồi bây giờ mình đi đâu? Hồn cô Trâm lướt tới phía trước, ngồi trên đầu xe của Địa. Đến nhà thằng Cường đó. Ê, mà đến nhà thằng Cường hả? Được rồi, cứ nghe theo lời cô, để xem mọi thứ như thế nào. Do đã biết nhà của thằng Cường, chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm đến đó. Vừa tới nơi thì trong nhà nghe tiếng gào thét của cả thằng Cường lẫn tay bảo vệ. Chúng tôi lén nhìn qua khe cửa thì thấy hai người với một thằng trạc tuổi chúng tôi đang lắc lư múa may theo vũ điệu Lambada. Thằng Cường đôi mắt trợn trắng dã, cười cười lờ đờ. Ở dưới sàn là đầy những kim tiêm rải rác. Tên bảo vệ có vẻ tỉnh nhất, nó hít hít mũi nhìn thằng Cường thỏa mãn. Bọn chúng nó dường như là đang phê trong cơn hư ảo. Tên bảo vệ đang định đứng lên đi đâu đó thì bất ngờ một bóng đen hiện lên ngay sau bàn thờ. Hai tay túm lấy cổ tên bảo vệ nhấc bổng. Tên bảo vệ lúc này vẫn cứ tưởng là mình vẫn còn đang trong cơn phê pha. Nó cứ cười khành khạch. Hình như nó bắt đầu ngạt thở. Bây giờ nó mới quơ quào hoảng loạn, miệng nó mếu máo cầu cứu. Thế nhưng hai thằng đồng bọn thì vẫn cứ phê, có biết gì đâu. Anh ơi chơi đi anh. Hey, đang vui mà chơi đi anh.
Cứu tao, cứu tao. Cái bóng đen rít lên. Mày, cháu tao từ một đứa ngoan hiền giỏi giang, mày biến nó thành thế này. Tên bảo vệ lúc này trợn trắng mắt, ú ao ú ớ. Buông ra, đổ đổ đổ. Chưa dứt lời thì gã bị ném mạnh ra sân, cánh cửa bị hất tung, đập vào mặt tôi đau đớn. Tôi phải trả giá cho cái sự nhiều chuyện hóng hớt của mình. Mà bốn đứa, chỉ có mình tôi lại bị tông trúng. Tên bảo vệ lồm cồm bò dậy, lại bị một lực vô hình hất thẳng vào mặt. Tôi nhận ra là hồn ma của cô Trâm đã hiện lên. Cô Trâm lao tới, đánh đập nó một trận, như để cho hạ dạ. Bóng đen kia cũng ngây ra, bởi vì từ bao giờ lại xuất hiện thêm nhiều người như thế. Chừng đến khi tên bảo vệ không chịu nổi nữa, bóng đen lướt đến, nhấc bổng tên bảo vệ lên. Đang định làm gì đó thì thằng Địa vung sợi dây ngũ sắc quấn quanh người. Bóng đen bị trúng dây ngũ sắc, rít lên một tiếng, thụt lùi lại. Thằng Địa bây giờ mới tiến lên, giọng của nó trầm trầm, trông rất uy nghiêm. Bà đã chịu nhiều tổn thương rồi, có giết nó thì bà cũng không làm được gì. Đừng gây thêm ác nghiệp nữa, mọi việc để tụi con lo, con sẽ bắt nó phải chịu tội trước pháp luật. Lệ Hằng cũng bước lên nói, bà ơi, bà yên nghỉ thôi. Bóng đèn lúc này mới hiện ra nguyên hình, là một bà cụ đã ngoài 60, làn da tong teo, khuôn mặt khắc khổ. Bà quay đầu vào nhà nhìn thằng cháu vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác trong cơn phê. Tránh Địa hiểu ý, nó nói, đó là nó tự hủy hoại đời nó, bà cũng chẳng thể làm gì được. Lúc này bà cụ bật khóc nức nở. Tội nghiệp thằng bé, từ bé đã không có tình thương của cha mẹ. Tôi thì nghèo khổ, không đủ ăn đủ mặc. Tiếng khóc xé lòng vang lên. Trong lúc lơ là, tên bảo vệ bất ngờ vùng dậy chạy thoát. Nhưng Lệ Hằng nhanh như cắt xoay người, hạ thấp trọng tâm, gạt phắt chân của nó. Tiếp theo đó, gập gối kẹp cổ nó tì xuống đất. Tên bảo vệ cố gắng vùng vẫy nhổm dậy, thế nhưng chúng tôi ập đến. Cứ như thế, cả ba thằng con trai tay đấm chân đá cho đến khi tên bảo vệ sụi lơ. Chúng tôi dùng dây trói chặt nó lại, rồi xông đến hai thằng ở trong nhà. Nhìn những cái ống kim tiêm ở trên mặt đất mà tôi rùng mình. Đời tôi sợ nhất là những thứ như thế. Cho đến khi bị trói gô lại, hai thằng kia vẫn như còn chưa tỉnh cơn phê, cứ ngồi ngơ ngơ ngác ngác. Đến sáng chúng tôi báo cho công an thị trấn lên hiện trường. Bốn đứa bị giữ lại để hợp tác lấy lời khai. Cùng lúc ấy ở trường Dùm Beng, với tin tức là thầy giáo trực bị ma dẫn, phát hiện ra xác chết của đồng nghiệp, hung thủ nhanh chóng cũng lộ diện, khi trên tay của xác chết vẫn còn nắm cái bảng tên trên áo đồng phục của hắn. Thằng Cường khi bị lấy lời khai thì sợ quá, khai tuốt tuần tuột. Năm ngoái khi lên lớp 10 do nghiện game, bị tên bảo vệ dụ dỗ chuyên đi giao lẻ ma túy giúp để có tiền chơi game. Đến khi bị bà nó phát hiện thì chính nó và đồng phạm đã giết bà để che giấu tội ác. Đoạn tên bảo vệ còn đưa tiền cho ông Cường mua xi măng bịt kín cái lu chôn xác của mà. Tên bảo vệ biết không thể thoát, cuối cùng cũng thành khẩn khai nhận chính nó là kẻ đã cưỡng bức giết người diệt khẩu, phi tang xác cô Trâm. Tên bảo vệ tội trạng như vậy rồi sẽ bị tù dục xương, hoặc thậm chí còn dính án tử. Còn thằng Cường thì tôi cũng không rõ, nhưng ít nhất là nó cũng sẽ được đưa đến một trại giáo dưỡng nào đó. Thân nhân của cô Trâm cũng đến nhận xác về mai táng. Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, bộ tứ đến trước mộ cô Trâm. Lệ Hằng đặt bức thư tình của cô Trâm chưa kịp đọc trước tấm bia mộ. Cô ơi, tên giết người đã bị đền tội rồi. Hay, những thứ của cô xin gửi lại cho cô. Chúng tôi đứng đó thở dài, rồi hẹn nhau là mỗi một năm, coi như đến ngày giỗ của cô, sẽ đến mộ thăm cô. Về phần thằng Tránh Địa, lại tốn thêm một mớ tiền để mua gà luộc, trái cây khao quân. Bọn tôi thấy tội nó,
cũng hùn lại mỗi đứa một ít để phụ nó. Bộ tứ mà, thôi thì có phước cùng hưởng, có họa thì phải chia nhau chứ. Sự vụ ở trường học đến đấy là kết thúc. Chúng tôi cũng sẽ tạm gác lại những gì xảy ra ở trường để bước sang một cuộc phiêu lưu mới. Phần 4. Ngũ độc Bắc tộc. Tết Đoan Ngọ được xem là một lễ tiết truyền thống quan trọng nhất mùa hạ của người xưa, phổ biến ở nhiều nước châu Á. Thời ấy cứ vào ngày Tết Đoan Ngọ, người dân lại tham gia nhiều tập tục dân gian như là đua thuyền rồng, treo cây ngải, đeo túi thơm, uống rượu. Trong khi các nhà xung quanh đều đã tất bật chuẩn bị món bánh xèo hấp dẫn để sửa soạn cúng ông bà, thì thầy Ba Rắn vẫn theo phong tục cũ của địa phương. Thầy đặt một thúng bánh ú về để ở trước là cúng ông bà, sau còn chia cho lớp học võ ăn. Bánh ú nếp, nhân thịt và đậu xanh long nhãn, chuẩn vị của người Hoa. Thằng Địa mồm nhai nhồm nhòm cái bánh ú, đoạn nói: "Món tàu, tao chỉ thích nhất là bánh ú đó. Ai, bà Ba Tàu ngoài chợ gói khéo lắm, ăn ngon nhất cái nách. Ngày xưa mẹ tao cũng gói ngon y vậy á." Chúng tôi ít khi nghe nó nhắc đến mẹ. Hình như mẹ anh em Thiên Địa cũng là người Hoa. Nghe anh Thiên kể thì mẹ nó đẹp lắm. Thầy Ba nói mẹ tụi nó bị bệnh hiểm nghèo, sợ chồng con đau khổ cho nên đã bỏ đi. Từ đó đến giờ, cũng là vì để giữ chọn cái nghĩa vợ chồng, chọn đạo phu thê, thầy Ba Rắn từ đó đến giờ vẫn cứ gà trống nuôi con, chứ nhất quyết không đi thêm bước nữa. "Ê, ăn no rồi tụi mình ra sông tắm hả?" Lệ Hằng lắc lắc đầu. "Thôi, tao không đi đâu, tao sợ lắm. Cái vụ con cá lần trước nó vẫn ám ảnh tao đó." Thằng Thiên chen vào: "Thời tiết nó cứ ẩm ẩm ương ương khó chịu ghê đó. Hay là ra ao tắm đi, không cần phải ra sông nữa." "Nhưng mà nước sông đang lớn mà nó chảy vào ao thì..." Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch gọi là ngày nước quay, bởi vì theo lệ này hằng mỗi năm nước sông Mekong từ thượng nguồn đổ đến trở thành màu đỏ đục ngầu, lại có nhiều xoáy. Năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của mùa lũ. "Thì thôi ra sông, nước lớn tắm mới đã." Thằng Địa vẫn cứ rủ dê, thế nhưng Lệ Hằng thì nhất định là không muốn tắm sông. "Thế thì tụi bay tắm, tao trên bờ thôi, tao sợ lắm." Bộ tứ quyết định đi ra đấy, vì dù gì tắm có ổng Địa, chúng tôi yên tâm lắm. Coi như đến giờ phút này qua những sự việc trải qua, chúng tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của nó. Ra đến cái phảng đá to, Lệ Hằng ngồi đó. Khi mấy con trai đang chuẩn bị phóng xuống đùng đùng thì Lệ Hằng gọi: "Ê, tụi bay, có cái gì đây ghê lắm nè." Chúng tôi lập tức leo lên bờ, nhìn thấy ở ngay bên cạnh phảng đá xuất hiện những con rết to cỡ hai ngón tay. Một con bò đến gần chân của Lệ Hằng, nó kinh hãi lùi lại vài bước. Tôi liền nhảy xuống, cầm một cục đá đập con rết. Tránh Địa nhìn chăm chăm, chỉ là môi nó mím chặt không nói. Bất ngờ là sau khi giết con rết, nó lại phân ra làm hai, rồi nhanh chóng hồi phục. Hai khúc thân của nó bị tôi đập đứt, phình to hơn, rồi lại bò lên trên phẳng đá. Bây giờ chúng tôi mới kinh hãi khi nhìn thấy, ở bên dưới đống lá tre khô, một bầy rết lúc nhúc bò ra mà tấn công chúng tôi. Tôi vội vàng dùng cục đá đập liên tiếp để không cho chúng nó áp lại gần. Thằng Thiên cũng phụ lấy những cây tre khô đập rết, thế nhưng cũng chẳng xuể. Từ sau bụi tre, bầy rết xuất hiện càng lúc càng nhiều, những con rết màu nâu đỏ, có những con to bằng ba ngón tay, dài đến cả gang, trông hết sức ghê rợn. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.